Xin chào ông bà, cô chú và anh chị ạ. Hôm nay em lại nấu nha đam với đậu xanh. Đậu xanh em đã lấy vỏ đi rồi. Và nha đam em cũng lấy vỏ đi rồi. Nha đam còn được gọi là cây lô hội ạ. Cây nha đam này ăn nó mát lắm. Và đậu xanh thì ăn cũng mát nữa. Với cái nắng nóng ở Tây Ninh mùa này á, ăn chè là hợp lý nhất luôn. Không như ở ngoài miền Bắc, mát mẻ, rất là thích. Còn ở miền Nam, nhất là ở Tây Ninh á, mùa này á, là đang là mùa nắng. Và cái món chè nha đam này á, là ăn mát. Nha đam này ăn nó mát mà nó có tác dụng là làm đẹp da, là tốt cho tóc. Sau khi em đã sơ chế, em làm ngâm muối xong rồi em xắt nhỏ. Và đậu xanh em đã nấu mềm rồi. Đậu xanh em đã nấu mềm rồi. Em sẽ đổ nó vào. Em nấu sôi lên chừng 2-3 phút gì đó, rồi cái em mới bỏ đường phèn vô. Nha đam này bỏ đường phèn ăn nó mới mát nhiều. Nếu không có đường phèn thì mình bỏ đường trắng thường cũng được nữa. Sau khi bỏ đường vào cho nó sôi chừng 2-3 phút là em đã múc ra chén rồi à. Vậy là em đã xong một nồi chè nha đam đậu xanh. Video của em đã hết rồi ạ. Em xin chào ông bà, cô chú, anh chị vào video sau ạ.